Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ review sản phẩm SB License. SB License bản Super Astan, bản Fire Squad của Decaret, Decaro Ban Ban đó. Bản này thì cái món này thì nó bị hư á, nó bị hư phần LED hay là mấy phần nữa, mình của một ông anh mình đã nhận và sửa nó. Giờ mình đánh clip review cho mọi người thử cái bản này. Đó. Bản này thì limited một cái của mình thôi, một cái duy nhất. Vì cái phần đặc biệt ở cái phần Shutman Time á, phần phán xét á, thì mọi người sẽ đón thêm đón xem cái tác phần đó nhá. Đó, thì bản này thì SB License, không phải bản ít mà bản Super Astan thì nó có đủ loại của thoại của nhân vật, BGM, nhạc nền và các hiệu ứng henshin đó, hiệu ứng biến hình đó. Đây có hai chế độ chơi bình thường là chế độ chơi có thoại của ban Akazan. Đó, giờ mình vô nhá. Let's change level. Vô lên. Đó. Emergency, Decaran chào. Đó. Cái này là cái khi đoạn biến hình dài á, thoại đoạn biến hình dài của trong phim á. Bản mình đầy đủ nhất à, này lắc bình này thì không có cái nem á, nem thắt nên là thái ngành á, nên là mình mà chế cái của lắc bình vô nha, mọi người thông cảm cũng hơi trầy á. Đó, thì nó khác bản bản bình thường SB License của anh thành viên là nó có cái màu màu khác, cái màu đỏ nè, của đỏ Firewatch là màu đỏ. Đó, khi gạt lên thì nó sẽ tiếng đóng. Và bây giờ bản rút gọn. Đó, cái bản rút gọn nó vậy thôi. À, cái này thì do nó bị mất cái lò xo nên là nó không tự bật ra được. Mình phải bật bằng tay. Đó, nó chỉ tiếng thôi. Cái này thì nó làm sát. Sát như đếch là mình có thể chơi chung với lại cái cây súng của súng nâng cấp của Dika Ranger á, cái súng có máy nòng bắn á, nó bỏ vô đây nè, bỏ đây nè, nó cái nó bật lên. Vậy thôi. Sẽ tới phần dưới này, phần gọi điện, gạt xuống. Giờ hết rồi mọi người, chỉ có thoại thôi. Đó, đây là lúc reset. Đây là gọi các chiến đội 1, 2, 3, 4, 5 thành viên á. Đó, thì nó là SB
Fire, Fire nó khá là mờ. Khi mình đóng lại á, mình giữ nút nha, giữ nút này nè. Không, lộn. Đó. Thì nó sẽ âm chụp hình. Đóng lại tiếp. Cái phần âm thanh của phần quét á, nó màu quét vậy nè. Thì nó sẽ nhận dạng nhân vật ở đây. Mình nhấn giữ thì nó cũng vậy à. Tại vì khi nào mình đóng á, mình nhấn giữ á, thì nó sẽ khác. Tiếp theo là phần phán xét nè, phần này đặc biệt nha mọi người, theo dõi nó. Đây. Màu đỏ với màu xanh, cái màu này là nó chỉ ở trên cái bảng của sếp của SB Lesson, bảng Decamaster, chứ bảng bình thường là nó sẽ màu lục hay màu xanh dương, nó cao cấp hơn. Đó, vậy là xong rồi mọi người, nó chỉ có vậy thôi. Và mình sẽ chuyển sang phần part 2 là phần câu thoại nha. Mình sẽ để clip sau. Yeah, tạm biệt mọi người.